Ở đây những bạn nào đi học thiền rồi, dù có đi học 3 năm, 5 năm đi chăng nữa, nhưng nếu không nắm được nguyên lý chính vẫn cứ mơ màng về thiền, chắc chắn. Các bạn về chịu khó vô cái đường link này này. Nghe thiệt kỹ cho tôi, trong này có 4 quyển sách thôi, nghe thiệt kỹ thì các bạn sẽ nắm được toàn bộ những cái cốt lõi về thiền. Còn nếu mà các bạn vô cái đường link này mà nghe á, thì nó chắc phải nghe 3 năm may ra nó mới hết. Nha. Còn cái đường link này thì nó rất ngắn gọn. Rất ngắn gọn để các bạn hiểu thiền tứ niệm xứ là gì. Để từ đó các bạn biết cách luyện ý chí thanh lọc tâm hồn tối ưu nhất. Mà những cái gì nó hơi mờ mờ, khoa học chưa chứng minh được là chúng ta gọi là tâm linh. Theo các bạn, Đức Phật có gọi thiền là tâm linh không? Cái người họ đã đi qua cái đó rồi, họ đã thực chứng, họ đã hiểu nó rồi thì họ có gọi là tâm linh không? Hay họ gọi đó là một phương pháp để cho tâm hồn mạnh mẽ lên, để cho tâm hồn tốt đẹp lên. Đó. Nó khác nhau rất nhiều nha. Rồi, đây là những doanh nghiệp áp dụng thiền, các bạn lên Google mà search thì đầy. Nha. Rồi, ông Steve Jobs, ông này ông học thiền, nhưng mà ông học thiền gì ấy, không phải là thiền tứ niệm xứ đâu. Thiền tứ niệm xứ thì các bạn phải không giận, hoặc nếu rất ít giận, ông này giận rất nhiều nên ông này ông học thiền gì ấy. Nha. Thiền siêu việt này cũng là thiền gì ấy, chứ tôi nghĩ đây không phải là cái thiền của Đức Phật dạy. Nếu Đức Phật dạy sẽ không dùng chữ siêu việt, vì chữ siêu việt là bản ngã nó nằm trong chữ siêu việt. Thiền là để gọn bản ngã lại. Đây bản ngã nó to ra, vậy đây không phải là thiền Đức Phật dạy. Nên các bạn nắm cho chắc, các bạn sẽ hiểu. Các bạn đụng vào cái môn, chỉ nghe cái tên thôi là biết môn nó có vấn đề rồi. Dù giáo lý nó hay đến đâu, các bạn học chắc chắn không sớm thì muộn cũng lòi ra vấn đề của nó. Rồi, đây là cái khóa thiền Vipassana. Trong cái video clip có rất nhiều nha. Thì ở đây là một cái video clip rất là ngắn, các bạn sẽ xem hình dung thử này. Đó. Một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Hiện diện tại nơi đây là những người làm công tác xã hội, các quan khách từng ủng hộ chương trình này, giám thị và hành giả Vipassana, tất cả vui mừng đón chào những tù nhân đang bước ra từ trung tâm thiền. Thông qua đây các bạn mới thấy điều gì? Ở Ấn Độ nó chia thành 4 giai cấp. Ở đất nước Ấn Độ này, việc xúc chạm giữa những người từ các tầng lớp, giai cấp xã hội khác nhau là điều không thể có. Nhưng trong ngày hôm nay, rào cản đó đã bị phá vỡ. Tù nhân đó các bạn, tù nhân toàn những án tử mà khi ra tù sau 10 ngày thiền là khóc rưng rức là bình thường. Vì nó thay đổi trong tâm. Thay đổi trong tâm chúng ta gọi là tái sinh, ấy. Tâm nó được tái sinh, ấy. Nó được thanh lọc. Ấy. Nha, thì ở đây mình chỉ chiếu một đoạn để cho các bạn hình dung nó quan trọng như thế nào. Trại tù là nơi cần giáo dục kỹ lưỡng nhất, vì nơi đó tâm hồn nó bẩn nhất thì nó mới vào trong tù. Mình phải giáo dục rất kỹ. Nha. Không có nhiều thời gian để mình đi tiếp cho anh chị hình dung, về chịu khó xem nhé. Các anh chị lên trên mạng search thiền Vipassana trong tù, video clip về thiền Vipassana trong tù là có cái này. Còn hình như các bạn vô đây có này. Ở trong này hình như cũng có cái, mấy cái video này tôi để trong đường link này có đủ nhá. Các bạn về xem. Rồi, thiền có 3 dạng kết quả. Cái này rất quan trọng, vì hầu như chúng ta cứ nhầm lẫn 3 loại này. 3 loại kết quả. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về thiền nếu mà các bạn học lớp chánh kiến 2. Chúng tôi có 4 giờ. Chúng tôi có một buổi chúng ta dành ra để nói về định và về niệm, mà các bạn sẽ thực hành định và niệm. Các bạn hình dung. Các bạn hình dung rồi các bạn đi học ở bên ngài Goenka, các bạn hiểu nó là cái gì. Đi học ở bên chùa Phước Sơn, các bạn hiểu nó là cái gì. Và các bạn chui vào một cái nhóm bất kỳ về học về thiền, các bạn hiểu nó là cái gì. Nha. Thì đây có 3 món nó chính. Món thứ nhất là tăng về sức khỏe. Ví dụ thiền nhân điện, thiền mở luân xa để các bạn chữa bệnh. Rõ ràng cái này thiền tăng về sức khỏe. Vậy đây là vẫn quay trở về sức khỏe của thân chứ không phải là của tâm. Vậy nhờ thân
thân thể các bạn khỏe mạnh mà các bạn tin là họ dạy về tâm đúng là các bạn có vấn đề. Một ông thầy dạy cho các bạn cho cơ bắp khỏe lên có nghĩa là ông ta sẽ dạy cho các bạn về trở thành người sống có trí tuệ và có đạo đức lên, chắc không? Không chắc. Một người dạy địa lý tốt không có nghĩa là dạy toán học tốt. Mình phải hiểu cái đó. Đó. Nên tăng về sức khỏe, tăng về các giác quan. Đây gọi là thần thông. Điều ý, thần thông chính là giác quan thôi nhé, đừng nghĩ cái gì cao siêu. Mắt là một giác quan, mắt tôi nhìn được đến tường kia thì nó dừng lại. Nhưng nếu cái giác quan này nhìn được xuyên tường giống như là sóng điện tử, giống như là tia X-quang đi xuyên tường, thì các bạn gọi bảo tôi có thần thông chưa? Có thần thông rồi. Gì nữa? Mũi tôi ngửi được 5m, 10m, mũi tôi ngửi được 500m, được 1 cây số, mũi thính như mũi chó săn, có thần thông chưa? Thần thông của chó. Gì nữa? Mắt tôi ban đêm nhìn tinh như mắt cú mèo, ban đêm cứ nhìn cả cây số vẫn nhìn được. Một con rán, một con chuột bò nó bay tới nó vồ, thần thông của cú mèo chui vào mắt mình. Gì nữa? Nên thần thông nó không ghê gớm nha. Các con vật có rất nhiều thần thông, nhưng mà nó ngu hơn mình rất nhiều. Con chim có thần thông không? Bay là một loại thần thông. Các bạn đứng đây mà vỗ vỗ cánh bay được, tôi đảm bảo cả hội trường này xôn xao liền, chụp hình Facebook live stream liền, đúng không? Có gì đâu. Nên thần thông chỉ là các giác quan nó được tăng trưởng một cách mạnh mẽ thôi, không có gì ghê gớm nha. Và các bạn phát sinh thêm một số giác quan mới, ví dụ phát sinh thêm con mắt thứ ba đó, giống như bà Phan Thị Bích Hằng á, hoặc một số người nhìn có với con mắt thứ ba đâu là nhìn được đủ thứ cõi giới hết, thấy ma quỷ nó sống lẫn chung với mình đầy vậy đó. Vậy khi các bạn tăng mạnh các giác quan, tức là có thần thông, thì các bạn có dễ bị tâm tham vận hành không? Thấy mình hơn người mà tâm tham vận hành rồi các bạn có dễ bị bản ngã không? Tự hào, tự cao, tao giỏi, tao hơn mày, bản ngã. Hai cái này nó giết chết cuộc đời của mình, cái A với cái C. Còn trong thiền Vipassana là khi các bạn tăng mạnh các giác quan, nó gọi là định, năng lực của định. Định sinh thần thông. Để làm gì? Để các bạn nhìn sự vận hành của vũ trụ. Ví dụ các bạn nhìn cái bóng đèn điện, các bạn thấy nó chớp tắt 120 lần là các bạn nhìn đúng. Còn các bạn thấy nó sáng luôn là nhìn sai. Các bạn nhìn vào cái ghế, các bạn thấy nó ti tỉ phân tử đang quay tít vào nhau là nhìn đúng. Còn các bạn thấy cái ghế nó nằm im là nhìn sai. Tức là các bạn nhìn thấy được sự vận hành của vũ trụ một cách đúng đắn hơn. Vì mình thấy nó đúng đắn hơn nên trí tuệ nó khởi sinh. Nên nó gọi là định sinh tuệ. Nhưng đây là một dạng trí tuệ về tri thức. Và một dạng trí tuệ là nhìn thấy vũ trụ vận hành, chứ chưa phải trí tuệ để loại bỏ tâm xấu ác. Trí tuệ mà để loại bỏ tâm xấu ác nó gọi là năng lực của niệm. Niệm. Tức là người nào mà luyện định thì nó ra cái thằng này. Người nào luyện niệm cộng với định thì nó ra thằng bên dưới này. Thì thằng bên dưới này làm cho các bạn tham sân si mất dần. Cuộc sống bình an, rộng lượng và sâu sắc hơn. Vì các bạn có đạo đức thì phải bình an và rộng lượng hơn. Các bạn có trí tuệ thì phải sâu sắc hơn. Thế thôi. Kết quả cao nhất trong Phật giáo nó gọi là lộ tận thông. Bên trên nó gọi là ngũ thông. 5 loại thần thông, bên dưới là 1 loại thôi. Nhưng 1 loại này mới là thực sự là đích đến. Tức là bao nhiêu lậu hoặc biến mất, bao nhiêu cái tâm xấu ác biến mất, tâm của các bạn không còn một vết nào xấu ác, nó trong sáng như pha lê, thì các bạn trở thành một bậc giác ngộ. Cả đời lúc này các bạn chỉ đi làm giúp người khác, chả bao giờ nghĩ về mình nữa, mà giúp luôn luôn tìm cách giúp đúng cách, vì tâm nó sáng, tức nó rất thông minh, giúp người nào giúp rất triệt để. Nên tư tưởng của họ viết lại thành sách, và cả ti tỷ người cứ phải đi đọc lại là vì thế. Họ chết hàng nghìn năm nay mà chúng ta vẫn phải coi họ là những bậc thầy để mà chúng ta thờ cúng là vì thế. Các bạn hình dung à? Đó. Là vì họ đạt được cái số 3. Và trong quá trình đạt cái số 3 thì đương nhiên cái số 2 nó đạt được. Vậy các bạn đừng nên nhầm lẫn nha. Đi học thiền mà tăng sức khỏe thì nó chỉ mình chỉ hiểu nó ở đây thôi. Đừng lẫn nó sang đây. Đó.
Nên bao nhiêu pháp môn gì thì pháp môn, rồi cuối cùng quay đi quay lại ba món ăn chơi này. Thì riêng Đức Phật dạy là Đức Phật dạy món sau cùng, món số 3. Hai cái bên trên Đức Phật bảo có được thì tốt, không có chả sao. Và khi các bạn luyện được cái dưới cùng thì tự nhiên cái số 2 này đạt được. Cái số 2 là đương nhiên đạt được nha. Vậy đúc kết về tâm linh này, các bạn hiểu rõ cái vấn đề của xã hội, cái hiện tượng của xã hội hay của tự nhiên hay của chính trong tâm của mình. Đầu tiên các bạn phải hiểu rõ nó thì không còn mê tín nữa. Học hiểu hành là văn tư tu. Rồi trong quá trình các bạn phát triển cái hiểu rõ này, một số điều thần bí thần thông xuất hiện thì phải cẩn thận. Lúc này mình phải hiểu rõ thần thông là gì để tránh bị tâm tham vận hành. Và thậm chí chúng ta phải hiểu rõ tâm tham là gì để tránh bị tâm tham vận hành. Sau đó các bạn nhờ có trí tuệ đó, các bạn áp dụng đúng. Các bạn áp dụng càng đúng chừng nào các bạn càng tốt chừng đấy. Từ đó từ bi nó tự nhiên nó xuất hiện, tức là đạo đức tự nhiên nó xuất hiện. Nhờ cái nền trí tuệ mà đạo đức nó xuất hiện. Đạo đức nó mạnh lên, nó lại quay trở lại, nó nuôi dưỡng trí tuệ, nó cứ như thế. Nên người có tâm linh cao là người có trí tuệ cao và đạo đức cao. Nên các bạn để ý Thánh Gandhi tại sao được phong là một vị thánh. Ông Gandhi ở Ấn Độ, ông ta được phong là một vị thánh vì các bạn cứ để ý những câu nói của ông rất có trí tuệ, rất có chiều sâu. Những cái câu nói của Thánh Gandhi nó rất hay. Người có trí tuệ họ mới nói được sâu sắc như thế. Và cả cuộc đời của Thánh Gandhi sống rất đạo đức. Hai cái này trộn lại thì người ta gọi là người có tâm linh cao. Thế thôi. Còn đâu mấy cái còn lại là hệ quả nhé. Thần thông diệu kỳ là hệ quả nhé. Và người có tâm linh cao thì sống đơn giản, biết đủ, và họ nói cái gì cũng dễ hiểu, chả cái gì khó hiểu cả. Họ lựa căn cơ của người nghe, họ điều chỉnh. Đó là sống đơn giản, biết đủ, giải thích dễ hiểu. Thì đúc kết tâm linh nó chỉ đơn sơ thế thôi. Bạn nào làm được cái điều này là hiểu tâm linh. Còn nếu không cứ dính mấy cái bên trên là nó thành phương tiện thôi, chứ không phải tâm linh đâu. Đó. Nha. Rồi chốt lại, có trí tuệ thì cũng phải sống cho nó tốt dần lên. Đó là nguyên tắc. Có trí tuệ cao phải có đạo đức cao. Nha. Nên cùng sống tử tế và lan tỏa. Thấy điều hay lẽ phải, thấy điều đúng điều thiện phải nhớ, nhớ lan tỏa nó. Được không? Rồi. Và trong cuộc đời mà các bạn đi sâu vào tâm linh ấy, tức là đi sâu vào trí tuệ và đi sâu vào đạo đức của chính mình ấy, sóng gió nó xảy ra rất nhiều. Tôi lấy một ví dụ. Các bạn là một cái người mà các bạn được quyền ăn 20% của một cái dự án. Các bạn đi vô tâm linh, các bạn dám ăn hay không ăn? Không ăn, vậy nghèo đi hay giàu lên? Nghèo đi, thấy chưa? Về nhà vợ khen hay vợ chửi? Vợ chửi, thấy chưa? Con được đi du học thì bây giờ con không còn tiền đi du học, phải học trong nước. Nên đi vào con đường tâm linh là đầy chông gai. Sống xấu thì dễ, sống tốt là đầy chông gai. Phải nói trước. Bạn nào muốn luyện trở thành một con người tâm linh thì phải chấp nhận cuộc đời là nếu tất cả đường đời đều trơn láng thì chắc gì ta nhận ra ta, không nhận ra được mình nữa. Nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới, truy cập bka.edu.vn/ck3h.